Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sạc pin thường hay dùng ở trong laptop. Sạc pin này thường hay gọi là pin lithium ion 18650. Các bạn có thể nhìn thấy đây này, chỉ số 18650. Thực ra thì cái con số 18650 này là cho ta biết kích thước của cái viên pin. 18 là 18 mm về đường kính. Đây là các bạn, đường kính này này, từ đây qua đây là đường kính. Con 650 này là chỉ số 65 về chiều cao, 65 mm về chiều cao. Để minh chứng cho điều này, mình sẽ đo thử cho các bạn xem nhé. Đây là cái thước này, mình đo thử. Đó, các bạn thấy đúng 65. 65 này, ngang đây, 65 chiều cao. Và 18 này, bạn nhìn nhé, 18 đường kính luôn này. Đây, 18 là ngang này, đường kính ngay móng tay của mình là 18. Thì pin này á, thường thường mình tháo từ laptop, nó được sử dụng rất nhiều trong laptop. Các bạn chỉ biết đập bỏ vỏ ra là các bạn sẽ được chừng này. Thường hay có 6 viên cell, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì các bạn tháo ra để sử dụng. Mình thường hay tháo cái này ra để tận dụng viên nào con xài được thì mình lấy để xài. Còn viên nào có triệu chứng hết điện hoặc là bị hỏng thì tạm thời để qua một bên. Và chính hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để cứu những cái viên pin mà đã không còn sạc được, cũng không còn giữ điện được. Thì thực ra nó có một cái bí quyết rất đơn giản. Nó nằm ở dưới cực dương này này. Ở dưới cực dương này á, nó có một cái cầu chì nhiệt để bảo vệ viên pin. Khi nào chúng ta sạc nóng quá, pin nóng quá ở nhiệt độ cao để bảo vệ thì nó sẽ ngắt cầu chì nó đi, ngắt vĩnh viễn, là viên pin này sẽ không còn hoạt động nữa. Nó mất kết nối từ cực dương này với trong ruột của nó. Bây giờ việc của chúng ta là chỉ kích hoạt lại cái cầu chì này, hay nói cách khác là nối nó lại và sau đó tiếp tục sử dụng. Để giới thiệu các bạn pin nó được sử dụng nhiều ở các loại máy. Ví dụ ở đây là mình tháo ra, mình có cái máy nghe nhạc MP3 thì nó cũng sử dụng một viên pin. Một viên pin này này, nó cũng sử dụng một viên pin. Cũng là pin lithium ion. Các bạn nhìn đây nhé. Số 18650, dung lượng của nó là 1800 mA, là tức là 1800 mA, điện áp tối đa là 4,2 V các bạn nhé. Mình còn có một cái hệ thống pin này này, người ta đã vừa mắc song song vừa mắc nổ tiếp để trở thành một khối pin hoàn chỉnh để sử dụng trong các cái thiết bị máy, thì mình đã thu hồi được để sau này mình tận dụng để dùng vào những cái việc mà mình yêu thích. Thì viên pin này là nó không phải 18650, nó ngắn hơn các bạn này,
Đây mình đo cho các bạn xem nhé, nó ngắn hơn. Thực ra thì pin lithium ion này là nó có rất là nhiều kích thước và nhiều dung lượng khác nhau. Ở đây là dung lượng 2700 mA, nhưng mà kích thước thì nhỏ hơn, kể cả đường kính nó cũng nhỏ hơn, chiều cao nó cũng nhỏ hơn, ngắn hơn. Rồi mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn, trong quá trình mình thu hồi pin là có rất nhiều sao pin mình đã thu hồi được, rất là nhiều sao pin. Sau đó mình mắc song song thành một khối để tăng dung lượng của nó, sau và tiếp tục mắc nối tiếp từng cùng một để có những cái vôn cao là 12, 15, 18 vôn như ý thích của mình, để mình sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá bên trong cực dương của viên pin để thử xem cụ nó như thế nào nhé. Giờ bạn dùng kéo cắt được hai viên pin này. Tách chúng ra làm đôi. Khi cắt nó, các bạn giữ lại mấy cái thanh này nhé, để hàng. Mấy cái thanh này để hàng, hàng các đầu dây nối lại. Mấy thanh này nó được tản vào trong thân pin, các bạn cẩn thận ở đây, nó rách tay nhé. Cực âm ở dưới này, cực dương ở trên này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở, cùng khám phá. Mà hãy tách cái nhựa ra, hãy tách cái nhựa ra. Nó dễ quan sát. Tiếp tục là bạn tách cái miếng nhựa bảo vệ giữa ấm và dương này ra. Rồi, các bạn hãy nhìn kỹ nhé. Hãy nhìn kỹ ở đây này. Rồi, bây giờ các bạn hãy dùng một cái que nhọn để chích vào cái lỗ này. Chích vào cái lỗ này nha các bạn nha. Đấy nha. Chích vào cái lỗ dưới này, ấn xuống với một lực vừa phải, thì ở dưới này nó sẽ có một cái lớp kim loại, các bạn ấn cho nó chạm xuống cái lớp dưới cho đến khi nào các bạn dùng đồng hồ này nha. Đồng hồ này các bạn đặt vào âm, đặt vào dương mà các bạn đo lại và thấy nó có vôn. Đó, như vậy là có vôn rồi đó. Nó hiện tại là 0.65, chứ như vậy là nó ăn rồi đó. Từ chỗ là không có vôn nào, bây giờ nó đã có vôn. Việc tiếp theo là các bạn chỉ việc sạc âm dương là nó sẽ giữ. Bây giờ mình thực hiện sạc nhé. Bây giờ mình sẽ kẹp dây sạc có hai cực âm dương này. Mình sạc tầm vài phút để cho nó có cái điện áp sạc vào, xem nó có giữ được, nó có tăng vôn lên không. Chỉ cần sạc vài phút thôi các bạn nhé, là biết ngay có kết quả liền.
Sau mấy phút mà sạc á thì bây giờ chúng ta cũng đo lại nhé, xem nó có tăng vốn không nhé. Âm này, dương này, rồi đây được 3,74 rồi này, 3,14. Như vậy là rất là thành công các bạn nhé. Rồi các bạn cùng mình làm như thế này sẽ cứu được những viên pin rất là hữu ích đó. Rồi xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo.